Hòa thượng Thích Khâu Tấn: đúng vậy, chủ nghĩa cộng sản chủ trương tiêu diệt tôn giáo. Trước đây họ dùng vũ lực để đàn áp và triệt tiêu các tôn giáo, các cơ sở thờ tự, dù nhà chùa hay nhà thờ đều bị bắn phá và đập bỏ không thường tiếc, với lý lẽ tôn giáo là thuộc phiện, là thuốc phiện của nhân dân. Các Mác tuy nhiên càng về sau cộng sản nhận thấy rằng cái mà họ không thể triệt tiêu được đó chính là niềm tin tôn giáo vẫn hằn âm ỉ bất diệt trong lòng mỗi người dân. Cho nên cộng sản theo lời dạy của Lenin, diệt không được thì kiểm soát để sử dụng làm công cụ. Chúng ta thấy Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam luôn luôn tìm cách kiểm soát, khống chế tất cả mọi thứ, tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Cũng không là ngoại lệ, để kiểm soát Phật giáo, nhà nước đã thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các nhà sư nếu muốn yên thân thì gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhiều nhà sư còn trở thành đại biểu quốc hội, phát biểu nhiều câu rất mang tính đảng, trong khi những nhà sư độc lập hoặc trung thành với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì đều bị đàn áp một cách nặng nề. Điều này đã ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của Phật giáo ở Việt Nam? Hòa thượng Thích Khổng Tắn: vì cộng sản đàn áp nên Phật giáo ngày nay tại Việt Nam lùi lại rất xa so với Phật giáo trước 1975. Phật giáo giai đoạn 1964 đến 75, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã đạt một bước tiến lớn trong việc hiện đại hóa Phật giáo trong tinh thần nhập thế. Viện đại học, văn hạnh, các trường trung tiểu học, Bồ Đề, nhà xuất bản Lá Bối, trường thanh niên phụng sự xã hội, cô ký nhi viện, bên xã, các tổ chức thanh thiếu niên Phật giáo vân vân là những thành tựu mà Phật giáo đóng góp cho nước nhà trong thời kỳ này. Thưa vâng, chúng ta biết từ những năm 20 của thế kỷ 20, tiếp theo sau một số quốc gia ở châu Á, Việt Nam đã có phong trào chấn hưng Phật giáo và phong trào giai đoạn 1954-75, thì cuộc chấn hưng Phật giáo tiếp tục đưa đến một giai đoạn phát triển rực rỡ của Phật giáo với viện đại học như Hòa Thượng vừa nhắc tới, rồi hàng trăm tờ báo tạp chí về Phật giáo, Phật học, bao nhiêu vị chân tu vừa là những học giả có kiến thức uyên bác lỗi lạc, phải nói là một sự phát triển về chính chiều sâu và đứng hướng về mặt pháp Phật pháp. Nhưng thưa Hòa Thượng, cũng có những lập luận rằng bây giờ chùa chiền được xây dựng rất nhiều, to đẹp gấp bao nhiêu lần trước kia, số lượng sư thầy cho tới số lượng người dân đi chùa rất đông đảo, những điều đó cũng chứng tỏ sự phát triển của Phật giáo vậy. Hòa thượng Khổng Tấn: không phải cụ chùa to, tượng Phật lớn, người ta kéo nhau đi chùa nhiều là bảo có tự do tôn giáo, là bảo Phật giáo phát triển. Đôi khi nhà nước Việt Nam cũng có tạo ra một sự phát triển giả tạo bên ngoài để cho thế giới thấy là ở Việt Nam cũng có tự do tôn giáo. Thưa Hòa thượng, thời đệ nhất Cộng hòa của cổ Tổng thống Ngô Đình Diệm từng bị mang tiếng là đàn áp Phật giáo. Xin Hòa thượng cho một số so sánh về chính sách đối với Phật giáo giữa thời kỳ đó với bây giờ được chế độ cộng sản. Hòa thượng Thích Khổng Tấn: theo tôi, thời đại hay cá nhân lãnh đạo nào cũng có hay giờ khiếm khuyết, không ai hoàn hảo. Riêng về cổ Tổng thống Ngô Đình Diệm mang tiếng đàn áp Phật giáo hay không, có đàn áp tôn giáo thì tuy nhận thức và tùy quan điểm, cách nhìn của mỗi cá nhân, đoàn thể tôn giáo, đảng, phái nhất định. Ở đây,
chỉ so sánh giữa thời Việt Nam Cộng Hòa với thời độc tài Cộng sản có sự khác biệt là do thế chế chính trị. Miền Nam thời đó theo thế chế Cộng Hòa có tam quyền phân lập, có tự do, dân chủ, có tôn trọng nhân quyền, tự do tín ngưỡng về kinh tế, giáo dục, văn học, nghệ thuật đều phát triển, về tôn giáo chẳng qua vì còn áp dụng đạo dự số 10 của thời Pháp, có sự phân biệt giữa Cộng giáo và Phật giáo nên dẫn đến một số hành xử không đúng, thiếu bình đẳng tôn giáo. Nhưng phải nói rằng đó là thời kỳ phát triển nhiều mặt của miền Nam Việt Nam. Dưới chế độ duy vật độc tài Cộng sản thì hoàn toàn không tôn trọng nhân quyền, còn đàn áp tôn giáo và các quyền căn bản con người như tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, biểu tình đều không được tôn trọng. Trở lại với chuyện Phật giáo bị chính trị hóa, thưa Hòa Thượng, có thể nói rõ hơn những cách thức chính sách mà nhà nước này đã sử dụng để chính trị hóa, để kiểm soát Phật giáo. Hòa Thượng Thích Khổng Tắn, trước sự tàn ác độc tài của Cộng sản, nhiều người tư hành cũng chọn con đường phụ thuộc vào chế độ, bị chế độ lợi dụng. Bên cạnh đó, nhà nước đã đào tạo ra một lớp tư sĩ là đảng viên, đóng vai trò, đóng vai sư, mặc cái áo tôn giáo, sử dụng tôn giáo làm công cụ tuyên truyền cho chế độ. Bởi vì nhà nước biết rằng quân chúng Việt Nam có số lượng Phật giáo rất đông, rất là đông. Nhưng nếu nhà nước đứng ra nói thì quân chúng không ai tin, nên họ cần đối lốt tôn giáo. Họ hay nói những ai lên tiếng chỉ trích nhà nước là đội lốt tôn giáo, nhưng chính họ vừa lợi dụng tôn giáo vừa đội lốt tôn giáo. Thưa không chỉ bị chính hóa Phật giáo còn bị kinh doanh hóa, thương mại hóa dưới nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ một số chùa chiền bày ra trò cúng sao giải hạn, có chùa tổ chức lễ cầu nguyện mùa thì cho các sĩ tử trước mùa thì thậm chí có cả chuyện cầu hôn thỉnh vong, rất là mê tín dị đoan. Nhưng đáng nói nhất là việc kinh doanh chùa những năm gần đây liên tục nhiều chùa chiền tượng Phật thiền viện được xây dựng với danh nghĩa là du lịch tâm linh. Nhiều chùa đền phải nói là rất to, tọa lạc trên những địa thế đẹp nổi bật, kiến trúc hoàn trang để xây dựng, cần quỹ đất rất lớn, kể cả san rừng bát núi. Thưa Hòa Thượng, nghĩ gì về những tác hại của việc xây đình chùa kinh doanh như thế về mặt thiên nhiên, môi trường, về mặt văn hóa, hay chuyện làm xáo trộn cuộc sống của các dân tộc thiểu số? Hòa Thượng Thích Khổng Tắn, du lịch tâm linh của tâm linh chẳng qua cũng chỉ để kinh doanh làm ăn thôi. Có một điều này, trước năm 75 chữ tâm linh ít được sử dụng, sao bây giờ họ lại sử dụng nhiều quá? Chẳng hạn như một người cộng sản nói chuyện bảo: nói vậy chứ tôi đây cũng tâm linh lắm. Chỉ để chứng tỏ họ không hoàn toàn duy vật chất. Cộng sản làm kinh tế lợi dụng cả tôn giáo, không kiêng nể gì cả, do cách quản lý yếu kém và nạn tham nhũng có hệ thống từ trên xuống dưới nên nền kinh tế rơi vào suy thoái trong những thập niên gần đây, khi ngân sách trung ương không còn đồng nào hay nợ công ngày càng tăng, hoặc họ cho rằng tiền trong dân còn rất lớn, vân vân. Nhà nước cộng sản tìm cách cướp ngay cả tiền chùa vốn dĩ tiền do tín đồ Phật tử cúng dường lo cho tam bảo để họ bổ sung ngân khổ, và đôi khi biết đâu cũng có thể rơi vào túi riêng của các quan, lợi dụng tôn giáo để tham nhũng rửa tiền là điều mà chúng ta có thể thấy được ở Cộng sản Việt Nam. Đối với
Đối với một nhà nước độc tài, mọi chính sách đều nhằm ngu dân để dễ cai trị. Sinh hoạt Phật giáo nói riêng cũng không là ngoại lệ. Càng pha tạp, càng dung tục, càng mê tín dị đoan thì càng có lợi cho chính sách đó của nhà cầm quyền. Trước thực trạng này, xin Hòa Thượng cho biết Hòa Thượng có những suy nghĩ, ý kiến gì như một đáp án có ý nghĩa xây dựng cần thiết cho xã hội Việt Nam hiện nay. Hòa Thượng Thích Công Tấn, Cộng sản làm tha hóa Phật giáo, biến những giá trị linh thiêng cao đẹp của tôn giáo, của Phật giáo thành tầm thường. Con người trở nên vật chất, đạo đức thấp kém, họ cũng làm tha hóa tầng lớp tăng lữ, tu sĩ nương vào đảng để hướng thượng chứ không đặt nặng lương tâm, trách nhiệm đạo đức chân thiện mỹ, không được tôn trọng những hình ảnh sai lạc của các tu sĩ, chỉ biết hướng thượng này làm cho quân chúng mất niềm tin vào tôn giáo rất nhiều, chỉ còn lại một số quần chúng mê tín thôi. Thành thử ra phát triển rất khó. Tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng, phái độc lập với chính quyền cộng sản, sinh hoạt của Phật giáo phải tập tắt riêng và đứng ngoài sự giám sát của cộng sản. Cái sai lầm là từ ý thức hệ duy vật cho tới thế hệ chế chính trị. Việt Nam phải thay đổi thế chế chính trị. Khi thế chế chính trị thay đổi mới có tự do dân chủ. Các quyền căn bản của con người được tôn trọng, các vấn đề khác trong đó có tôn giáo cho tới giáo dục cũng sẽ phát triển. Nhưng kể ra thì cũng khó lắm. Tất cả những ai đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền dân chủ đều bị đàn áp rất mạnh mẽ. Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo. Thế giới người ta cũng lên án. Vừa rồi, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn muốn đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Vấn nạn này rất khó. Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Công Tấn.